Nếu như bạn là tín đồ của phim kinh dị thì át hẳn các bạn đã xem qua ít nhất một bộ phim Ma Thái Bởi vì phim Ma Thái vẫn là một thứ gì đó cực kỳ cuốn hút Đặc biệt là những bộ phim từ năm 2010 trở về trước Điều này có thể xuất phát từ điểm chung đó là nền văn hóa Á Đông Hoặc đơn thuần là những bộ phim Ma Thái thường mang một cảm giác tâm linh đến sợ người Và đây là Way to Wait Horror Ngày hôm nay chúng mình sẽ mang đến cho các bạn một series kinh dị không thể rời mắt Mang tên Phobia Nếu như các bạn đã sẵn sàng rồi thì let's go Câu chuyện đầu tiên là Alone kể về Pin, một thiếu nữ vì tai nạn giao thông khiến chân bị bó bột và đang chán nản ở nhà. Cô chỉ có thể liên lạc với thế giới bên ngoài thông qua điện thoại di động và tin nhắn. Cô nàng than thở với bạn trai Puak, người đang đi cắm trại ở Trang Mai, rằng cô cảm thấy quá cô đơn. Mỗi đêm, Pin trao đổi tin nhắn với một người lạ, người này xin kết bạn với cô và có vẻ khá thân thiện. Người lạ nói rằng anh ta đang ở một nơi nào đó chật trội trong suốt 100 ngày và kỳ lạ là chỉ có thể liên lạc vào ban đêm sau khi gửi cho người bạn bí ẩn mới quen bức ảnh của cô ấy pin yêu cầu phía bên kia gửi lại cho mình một tấm ảnh và nhận được tấm ảnh tương tự khi cô ấy hỏi anh ta trả lời rằng anh đang ở trong bức ảnh bên cạnh cô từ đây một khuôn mặt ma quái hiện rõ đằng sau khuôn mặt tươi cười của pin khiến cho cô nàng bắt đầu cảm thấy sợ khi đang lướt xem những cái chết gần đây pin phát hiện ra rằng con trai của công chúa sophia đã chết và được chôn cùng với một chiếc điện thoại di động để cậu có thể liên lạc với mẹ mình hoặc kết nối với người khác bất cứ khi nào cậu cảm thấy cô đơn sau đó pin nhận được tin nhắn từ người lạ nói rằng anh ấy sẽ đến chỗ cô ngay bây giờ từ đây tất cả đèn bắt đầu tắt khiến cho pin sợ hãi khóc sau đó cô đã bị hồn ma tấn công và ném ra ngoài cửa sổ cho đến chết alon sau đó chuyển cảnh đến một phân đoạn trong quá khứ cho thấy hoàng tử nhận được tin nhắn từ bạn gái chấm dứt mối quan hệ khiến cho anh ta tự sát bằng cách đi trước một chiếc taxi gây tai nạn và chiếc taxi lúc đó đang chờ pin và khiến cho cô bị gãy chân Câu chuyện thứ hai, Deadly Charm hay Bùa Chết Chóc, kể về một học sinh ngốc nghếch tên là Nít vì nhìn thấy những người bạn cùng trường của mình sử dụng ma thúy mà anh ta đã bị đánh hội đồng đến chết. Một trong những thành viên của băng đảng là Ping lo lắng cho anh chàng, xong không thể ngăn cản được bạn bè của mình bắt nạt Nít. Chỉ có điều khi bị chịu đòn, Nít đã nguyên rủa bạn bè của mình bằng một lá bùa chết người. Và để sử dụng lá bùa này, đòi hỏi phải có một bức ảnh của một người chết với đôi mắt mở. Và mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ hơn khi mọi thứ cứ tự chuyển động theo mệnh lệnh của linh hồn Nít. Và từng người nghiện Mai Thúy bắt đầu chết. Mặc dù Pink không đánh anh ta, nhưng linh hồn của Nít cũng quyết không tha cho cô. Vì cô đã nhìn thấy tất cả, nhưng vẫn rừng dưng không hề giúp đỡ anh. Cuối cùng, một sĩ quan cảnh sát đến cảnh báo cô không được ra ngoài và bị sốc khi thấy Pink cười sau khi tự móc mắt mình bởi vì loại bùa chú này chỉ phát huy tác dụng khi nạn nhân phải nhìn thẳng vào trong mắt của Nít. Cuối cùng, anh ta không thể làm hại cô ấy được nữa khi cô ấy đã mất đi thị giác. Cuối phim ngắn thứ hai tiết lộ, người trong bức ảnh mà Nít dùng để luyện bùa là Pin. Cô gái trẻ bị bó bột chân trong câu chuyện đầu tiên đã chết với đôi mắt mở to. Qua tới câu chuyện thứ ba, chúng ta sẽ gặp bốn nhân vật mới, bao gồm A, Tơ, Sin và Puak. Họ đang đi trèo bè trên sông trong một khu rừng vắng ở Chiang Mai. Tối đêm đó, khi cắm trại, A đã dọa bạn bè rằng nếu anh ta chết, người ngủ ở giữa sẽ là người tiếp theo chết cùng anh. Ngày hôm sau, khi bốn người bạn đang trèo bè trên sông thì bất ngờ gặp thác gành, cả nhóm không may mắn đều rơi xuống nước, nhưng chỉ riêng A là không trồi lên và không thể xác định được đã trôi về đâu. Sau nhiều giờ tìm kiếm, ba người bạn còn lại đã bỏ cuộc và quyết định ở lại cắm trại qua đêm, hoảng sợ trước cái chết của A, ba người bạn tranh nhau xem ai phải ngủ ở giữa. Cuối cùng, đi đến một thỏa thuận đó là không ai trong số họ phải làm vậy. Tối hôm đó, A trở lại vào lều, nhưng những sự kiện kỳ lạ diễn ra sau đó khiến cho bạn bè A nghi ngờ. Tờ, Xin và Puak rời lều để hút thuốc. Sau đó, Xin vào lều và hoảng hồn khi nhìn thấy xác của A. Cho đến khi ba người bạn Tơ, Xin và Puak sợ hãi chạy vào rừng thì mới bằng hoàng phát hiện ra xác của chính mình đang trôi trên sông. Kết phim tiết lộ rằng cả bốn người nhóm họ đều đã chết đuối khi chiếc bè bị lật trong gành thác. Nhưng chỉ có A chấp nhận cái chết, trong khi những người còn lại vẫn tiếp tục phớt lờ sự thật rằng họ đã chết. Cuối cùng, bốn người bạn gắn bó với nhau như những linh hồn lang thang. Câu chuyện thứ tư kể về cô tiếp viên hàng không Pim. Cô gái này là Trà Xanh, đang bí mật ngoại tình với hoàng tử Albert của Viniston. Một ngày nọ, cô được lệnh lên một chiếc máy bay chở công chúa Sophia, vợ của hoàng tử. Đồng nghiệp của cô là Tui, không thể tham gia chuyến bay vì anh trai của cô là Tơ. Người đã xuất hiện trong mẩu chuyện trước đã được tìm thấy chết đuối ở Trang Mai. Ngỡ là chuyến bay này sẽ bình thường, xong nó lại trở thành một điều gì đó rất bi thảm công chúa đã phát hiện ra chuyện Pim là tình nhân của chồng mình và thể hiện rõ thái độ thù ghét với Pim từ những ánh mắt sắc lạnh cho đến việc cố tình làm đổ cà phê nóng vào tay của Pim, đồng thời đưa ra những yêu cầu làm khó cho Pim. Nhưng Pim cũng đâu phải dạng vừa. Cô biết công chúa bị dị ứng với tôm nhưng vẫn cố tình dọn ra cho Sophia ăn. Kết cục là ngay ngày hôm sau, Pim nhận được tin nhắn Sophia đã qua đời ở tuổi 34 mà chưa rõ nguyên nhân. Gia đình hoàng gia đã yêu cầu hãng hàng không Golden Star, nơi cô làm việc, chuẩn bị một chuyến bay đặc biệt cho Sophia phim sau đó được yêu cầu ở lại trên máy bay và hộ tống thi thể của hành khách duy nhất cho chuyến bay trở về cơn ác mộng tồi tệ của pin cũng từ đó mà bắt đầu khi xác chết cuốn khăn trắng toát bắt đầu cử động biến mất khỏi chỗ ngồi mặc dù phim đã trói chặt bằng dây thừng rồi cả tiếng ho tiếng nôn oẹ trong nhà vệ sinh phim hoảng loạn tột độ phải chịu sự dày vò tra tấn về tinh thần đây chính là sự trả thù mà công chúa Sophia dành cho cô vì đã có mối quan hệ bất chính với hoàng tử, không còn là một tiếp viên hàng không xinh đẹp nữa, mà hình ảnh của Pim với đầu tóc bù xù, khóc lóc thảm thiết đến tội nghiệp, bị trói tay và ngồi đối diện với xác chết. Khi máy bay hạ cánh, người ta tìm thấy thi thể của Pim trong tư thế quỳ dạp xuống, như đang vái lại xác của công chúa Sophia với cái đầu bị bể ngoặt ra đằng sau. Phim ngắn thứ năm, Novus, xoay quanh Pay, vốn là một đứa trẻ ngỗ nghịch và du côn, cậu cùng bạn của mình hay chơi tròn ném đá vào những chiếc ô tô đang chạy tới trước khi trộm cướp tài sản của họ một ngày nọ cậu ném đá vào xe của chính cha mình và nhìn nhầm ông ấy là một người lái xe bình thường như những người khác sự sai lầm đó đã khiến cha của cậu qua đời ngay lập tức để tránh bị phát hiện mẹ của pay đã cho con trai bà xuất ra tại một ngôi chùa hẻo lánh ở khu rừng phía nam tại đó pay đã chứng kiến một nghi lễ cúng bái hàng năm cho những hồn ma vốn đang bị phạt vì những hành động tội lỗi trong quá khứ Đêm tới, Pay cảm thấy đói và đi ra khỏi chùa để tìm thứ gì đó để ăn, mặc dù có luật cấm các nhà sư ăn vào ban đêm. Pay đi đến nơi tổ chức buổi lễ và ngấu nghiến đồ cúng dành cho hồn ma. Sau đó, cậu đã bị sư thầy bắt được, nhưng vì quá ương ngạnh, Pay đã tiến sâu vào trong rừng. Để rồi, cậu nhanh chóng cảm thấy hối hận vì cảm giác sợ người khi bị hù dọa trước khi bừng tỉnh giấc tại phòng sáng ngày hôm sau các nhà sư kiểm tra khu vực mà pay tới đêm qua và cảm thấy rằng cây ni bung nơi đặt lễ vật của hồn ma đã bị gãy một vị cao tăng cho rằng đây chính là điểm báo cho thời điểm hồn ma cũ sẽ ra đi và hồn ma mới sẽ xuất hiện sau nhiều ngày ở chùa pay không thể chịu đựng được những giới luật nghiêm khắc nữa hơn hết sau khi ăn lễ vật của ma quỷ anh ta có cảm thấy như mình đang bị ma quỷ theo dõi pay sau đó đã quyết định rời bỏ chùa một nhà sư lớn tuổi đã khuyên pay hãy ở lại để thanh lọc tâm hồn và xóa bớt những tội lỗi trong quá khứ xong pay đã đẩy ngã nhà sư xuống đất và tiếp tục bước ra khỏi khu rừng trước khi bị chặn lại bởi sư phụ của mình sư thầy dẫn pay đến một hang động nơi đặt tượng phật và yêu cầu cậu ở đó thiền định để bình tâm trở lại và nhận ra điều sai trái mà mình đã làm thế mà mèo vẫn hoàn mèo đêm đó Pay lại một lần nữa quyết định rời bỏ hang động do tâm trí bất an sau khi nhớ lại những tội lỗi của mình trong quá khứ. Khi đang đi ra khỏi khu rừng, cậu cảm thấy như có gì đó đang theo dõi mình. Pay ngông cuồng ném đá vào thứ đằng sau, nhưng cục đá đã quay trở lại và đập vào mặt, khiến cho khuôn mặt của Pay bị biến dạng nghiêm trọng. Pay sau đó cố gắng gọi cho mẹ để được giúp đỡ, nhưng bà chỉ nghe thấy một tiếng kêu thê thế, giống như tiếng hồn ma bị trừng phạt theo quan niệm truyền thống. Rơi nước mắt ăn năn tội ác của mình, Pay đã chính thức biến thành một hồn ma mới. Athit là một thiếu niên bị ngã xe và gãy cả hai chân nên buộc phải nằm viện qua đêm. Anh ấy được chuyển từ phòng cấp cứu đến một phòng chung với một ông lão bị chết não đang hôn mê vì sức khỏe quá yếu. Gia đình ông lão quyết định rút ống thở vào ngày mai nên gia đình cùng học trò của ông ấy tới thăm đông đúc. Khi màn đêm buông xuống, A Thít giật mình tỉnh giấc, anh bắt đầu cảm thấy những điều kỳ lạ, chẳng hạn như có ai đó đang đứng sau mình. Cổ họng anh như có ai đó cố tình bóp chặt. A Thít gào thét kêu cứu, yêu cầu y tá chuyển anh ấy sang một phòng khác nhưng đã bị cô từ chối. Sau khi cô y tá rời khỏi, A Thít lại tiếp tục nhìn thấy linh hồn của ông già đứng sừng sững trước mặt quá sợ hãi anh ngã nhào xuống đất miệng thì không ngừng kêu cứu dàn y tá thấy anh kích động như vậy đã ép anh vào giấc ngủ bằng cách tiêm một liều thuốc khi bình minh sắp ló dạng a -thít bất ngờ bị đánh thức bởi hình ảnh ông lão giường bên đang di chuyển trên lồng ngực của mình miệng thì niệm một số phép thuật sau đó lão bất ngờ bóc cổ a thít trong sự chống cự của anh họng của ông ta tuôn ra một đống máu rồi a -thít lại rơi vào trạng thái bất tỉnh sáng ngày hôm sau một y tá trẻ đến kiểm tra a thít và cho anh xuất viện khi Athit rời đi trên chiếc xe lăn, các học trò của ông lão, trong số đó có y tá lớn tuổi và một số nhân viên bệnh viện khác cúi chào Athit. Điều này có thể hiểu là ông lão đã thành công chuyển hồn đoạt xác của Athit với sự giúp đỡ của các nhân viên bệnh viện. Backpackers bắt đầu với hai du khách người Nhật, một trai, một gái muốn đi quá sang ở vùng nông thôn Thái Lan. Sau mấy lần không may thì cuối cùng cặp đôi cũng thành công đi nhờ trên chiếc xe chở hàng đến Bangkok tuy nhiên cả hai đã sớm nhận ra có điều gì đó không ổn khi người tài xế liên tục nhận được những cuộc gọi mà ông ta phải hét lên rằng đừng gây rắc rối và phía sau của chiếc xe tải liên tục có tiếng va chạm lớn bác tài sau đó chuyển làn sang một con đường nhỏ khác trong sự hoang mang của nhóm du khách ông ta giơ súng chĩa thẳng vào đôi du khách người Nhật yêu cầu họ sự im lặng trong khi ông ta và Choi kiểm tra chiếc xe tải Họ mở cửa đằng sau chiếc xe ra và một cảnh tượng gớm ghiếc ập tới với đầy dãy xác chết với đôi mắt trắng đục, không thấy chỏng đèn đầu. Đoạn hồi tưởng tiếp theo giải thích rằng hai người đàn ông này là hai cha con làm nghề buôn bán lậu mai thúy. Họ vận chuyển những người nuốt mai thúy và cố gắng giữ cho nạn nhân không bị sốc thuốc nhưng cuối cùng lại thất bại toàn tập. Chàng trai người Nhật can đảm giành lấy khẩu súng, nhưng tên zombie đằng sau bỗng sống lại và giết chết anh ta. Hai người đàn ông còn lại cùng cô gái hoảng sợ bỏ chạy thoát thân khi nhìn thấy lũ thây ma giáo giết đuổi theo họ. Để rồi, chiếc xe mất lái lao xuống đường và bọn zombie đã giết chết bác tài. Joy và cô gái tỉnh dậy vào buổi tối và nhìn thấy dàn zombie đã bất động trở lại. Joy đến kiểm tra cha mình và phát hiện ra rằng ông đã chết với vết mổ bụng. Trong khi cô nàng nhìn thấy một cậu bé tội nghiệp gần đó, Joy cố gắng ngăn cản cô ta bảo vệ cậu bé vì biết rằng khi bình minh đến, cậu ta sẽ trở thành zombie. Nhưng vì rào cản ngôn ngữ nên cô không hiểu lời khuyên của Joy. Sau khi bắn hạ anh ta, cô cùng bé trai lái chiếc xe ô tô gần đó để rời đi. Trời tờ mờ sáng đã đến chợ khi quay sang nhìn thấy bộ dạng thây ma của cậu bé, cô gái người Nhật toan bắn khi cậu đang ngủ. Vậy mà khi một đoàn tàu lửa đi qua, kính xe hơi đã dính đầy máu của cô gái, còn con zombie kia thì chạy điên cuồng về phía chợ. Câu chuyện thứ 8 kể về Nudge, một người đàn bà tham lam. Nudge kiếm sống hàng ngày bằng cách tân trang lại những chiếc xe từng bị tai nạn giao thông để bán lại cho người khác. Nhưng cô ta lại che đậy sự thật này bằng cách nói với khách hàng rằng xe cũ chất lượng cao, chưa từng bị tai nạn. Một đêm nọ, sau khi đóng cửa gara ô tô, Nudge phát hiện ra con trai của mình Toei đã mất tích. Cô cố gắng tìm kiếm con trai mình trong gara và bị hù dọa bởi bóng ma của các nạn nhân trong các vụ tai nạn, như một cậu bé mắc kẹt trong bánh xe ô tô và một người phụ nữ với phần ruột lủng lẳng bên ngoài. Nuch đã bị nhốt trong một chiếc xe ô tô và chứng kiến một nạn nhân bị chết cháy trong xe. Cuối cùng, cô trốn thoát được và phát hiện ra rằng tất cả những chiếc xe tân trang đã trở lại trạng thái bị phá hủy ban đầu. Nuch cố gắng lái chiếc xe của mình đi, nhưng động cơ phát ra âm thanh kỳ lạ và đột ngột chết máy. Cô bước ra ngoài và tìm thấy chiếc giày của con trai mình ở phía trước xe, chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Nuch mở nắp capo ô tô. Ở đó, cô đã tìm thấy cậu con trai nhỏ của mình bị động cơ ô tô thiêu rụi. Phần phim thứ 8 kết thúc với cảnh Nuch bất động khóc trước đứa con trai nhỏ đã chết trong cơ thể của mình. Ở phần phim cuối cùng, chúng ta sẽ gặp lại Tơ, Puak, Sin và A. Bây giờ, bốn nhân vật này là thành viên của đoàn làm phim của bộ phim kinh dị ma quái sắp ra mắt. Với sự tham gia của Masha trong vai nhân vật chính và Kate, người đang bị bệnh thủ vai hồn ma. Hiện tại, họ cần quay cảnh hồn ma bò ra từ hành lang tối tăm. Nhưng bỗng nhiên, Gates gục người xuống. Ấy lập tức đưa Gates đến bệnh viện để khám bệnh. Nghĩ rằng Gates đã không thể tham gia quay phim. Đoàn làm phim thảo luận về khả năng thay đổi đoạn kết phim. Nhưng đang giữa chừng thì Gates lại xuất hiện tại phim trường khiến cho mọi người ngỡ ngàng gates yêu cầu xin đưa cô vào nhà vệ sinh cùng lúc ấy gọi điện cho anh ta nói với anh rằng phía bác sĩ rất xin lỗi ngụ ý về việc gates đã chết xin nghe thế thì hoảng sợ lập tức chạy đi để gates lại một mình cho masha anh ta sau đó đem chuyện này kể cho tơ và puack những người còn lại trong trường quay trừ masha tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ qua micro và vội vàng rời khỏi phim trường không còn lựa chọn nào khác cả ba và masha đã quyết định quay cảnh cuối cùng để xoa dịu mong muốn hoàn thành bộ phim của gates May mắn lại không diễn ra khi phim trường mất điện Và ghét mã quái đang từng bước tiến gần lại phía bọn họ Tờ, Puak và Sin quyết định bỏ chạy Họ lái xe rời khỏi trường quay Bỏ lại Macha một mình Còn đang bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra Lúc này bộ ba nhìn thấy A đang đứng một mình trên đường Nên chờ đón cậu ấy Để rồi chỉ vài phút sau trên đường đi Họ nhìn thấy phần đầu của chiếc xe hơi mà A lái lúc nãy Đã nát tường ban đầu họ nghĩ rằng ấy đã chết và hồn ma của anh ấy đang ám ảnh họ nhưng ấy đã giải thích rằng anh ấy vẫn còn sống trên đường đi thì chiếc xe của anh đã va khỏi đường nên đầu của anh ấy mới bị thương sau khi rời khỏi chiếc xe thì một chiếc xe tải mới từ đâu lao tới bốn người đang nói chuyện với nhau thì ngay lập tức Gate đã đứng đằng sau quay nói với họ rằng cô ấy không phải hồn ma. Cô đã bí mật bỏ trốn khỏi bệnh viện để về lại phim trường và bác sĩ mà A gặp là anh em sinh đôi của một bác sĩ khác. Một trong hai bác sĩ song sinh phụ trách Gate, người còn lại phụ trách một bệnh nhân khác đã mất nên đã thông báo nhầm cho A về cái chết của bệnh nhân. Kết phim, họ vẫy xe để đưa Gate trở lại bệnh viện thì ở phía trước, chiếc xe ô tô do Masha lái trong tình trạng buồn ngủ đã đâm thẳng vào tất cả bọn họ. chuyện ở Phobia được nhà sản xuất giải thích rằng có tình tiết móc nối với nhau và sau đây là những chi tiết được kết nối thông qua bốn câu chuyện theo suy luận của chúng mình. Trong Alone có phân cảnh cô gái nhắn tin cho bạn trai mình là chúc chuyến cắm trại vui vẻ và câu chuyện thứ ba cũng nói về nhóm 4 người rủ nhau đi cắm trại. Từ đây các bạn đã thấy điểm chung gì hay chưa? Người bạn trai nhắn tin lúc đầu với Pin là Puak. Nhóm bạn của Puak bao gồm A, T, Sin và Puak. Như chúng mình đã đề cập ở phía trước, Pin bị bó bột chân vì tai nạn giao thông. Nguyên nhân là bởi chiếc taxi chở cô đã bị mất lái vì tránh một chàng trai bỗng nhiên chạy ra đường. Anh này muốn tự tử vì bạn gái đỏ chia tay do đã có người yêu mới. Đây chính là người bạn đã ở một mình được gần 100 ngày đó. Pim bắt đầu nghi ngờ người bạn mới của mình khi lên mạng và đọc được bài báo đã 100 ngày kể từ khi con trai của công chúa Sophia qua đời. Có tin đồn rằng bà ấy đã để điện thoại của mình chung với đứa con để anh ta có thể liên lạc nếu cảm thấy cô đơn. Mà Sophia chính là cô công chúa trong phim ngắn thứ tư The Last Flight. Và cũng trong The Last Flight, đáng lẽ sẽ có một đồng nghiệp nữa là tôi sẽ đi cùng phim phục vụ công chúa trên chuyến bay 224. Nhưng em trai của người đó là Tơ đã được phát hiện là chết đuối ở sông khi đang cắm trại. Móc xích cuối cùng nằm ở câu chuyện thứ 9 Khi người xem gặp lại Tơ, Puak, A và Sin Họ là nhân viên trong đoàn làm phim Kết phim, tất cả họ đều chết Điều này cũng tương tự những điều mà Tơ đã nói trong In The Middle Và từ đây, chúng ta sẽ móc nối thêm một chuỗi thời gian như sau Anh chàng hồn ma trước đây từng hẹn hò với Pim Sau khi Pim ngoại tình với chồng của công chúa Sophia Nhắn tin đòi chia tay Thì anh ta đã chạy xuống đường để tự tử vì quá đau khổ Từ đó gây ra tai nạn khiến cho Pin, bạn gái của Puak, bị thương ở chân Vài tháng sau, Sin, A, Puak cùng Ter chết đuối trong lúc đi cắm trại. Cô gái tội nghiệp Pin thì bị hồn ma kéo chết theo. Vì vậy, chỉ còn một mình Pin trên chuyến bay định mệnh 224 cùng Sofia và phải trả giá cho việc đi làm tiểu tam kia bằng mạng sống của chính mình. và đó cũng là tất tần tật những câu chuyện đã xuất hiện trong Phobia. Các bạn nghĩ sao về series này? Hãy comment ở phía bên dưới để chúng ta cùng thảo luận thêm nhé. Nếu như các bạn yêu thích video này thì đừng quên để lại một like, share và subscribe cho kênh YouTube Way to Weird Horror. Còn bây giờ thì Way to weird out.